Chào các em. Hôm nay thầy xin giới thiệu với các em một dạng toán mà giúp các em phân biệt rõ cái căn bậc 2 và căn bậc 2 số học trong quá trình chúng ta ôn thi tuyển sinh vào lớp 10. Và nhiều bạn hay nhầm lẫn trong quá trình chúng ta đi tìm căn bậc 2 của một số hay là căn bậc 2 số học của một số. Thì hôm nay các em chú ý với cái dạng toán mà thầy giúp các em phân biệt trong bài giảng hôm nay thì các em sẽ vững tin trong quá trình chúng ta làm các bài thi tuyển sinh vào lớp 10. Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung của bài. Đề bài của thầy như sau: các em hãy tìm căn bậc 2 và căn bậc 2 số học của số dương A, sau đó áp dụng tìm căn bậc 2 của âm 5 tất cả bình 10, 36 và 2020. B là tìm căn bậc 2 số học của âm 9 tất cả bình 5 và 2019. Trước khi đi vào bài toán thì chúng ta cùng nắm lại cái lý thuyết về căn bậc 2 và căn bậc 2 số học của một số dương A. Các em chú ý theo sau. Về lý thuyết thì các em chú ý căn bậc 2 của một số A không âm, các em chú ý nhé, hay người ta gọi là không âm, có nghĩa là A ở đây là lớn hơn bằng 0. Các em chú ý cho thầy như vậy. Ở đây có nghĩa là A lớn hơn bằng 0 nhé, các em chú ý. Đấy là số x sao cho x bình phương thì bằng A. Đấy, để nhắc lại, về lý thuyết thì các em chú ý là căn bậc 2 số học của một số A không âm là số x sao cho x bình phương thì bằng A. Rồi. Và các em chú ý, số dương A có đúng hai căn bậc 2 là hai số đối nhau. Số dương ký hiệu là căn A và số âm thì ký hiệu là âm căn A. Các em chú ý nhé. Và chúng ta lưu ý là số 0 có đúng một căn bậc 2 là chính là số 0, và ta viết là căn 0 bằng 0. Và cái kiến thức thứ ba các em chú ý đó là gì? Số dương A có đúng một căn bậc 2 số học là căn A. Hay nói khác là căn A chính là căn bậc 2 số học của A. Đấy nhé. Thế còn số âm căn A thì các em chú ý không phải là căn bậc 2 số học của A. Đấy, các em chú ý là như vậy. Và cái số này nó là căn bậc 2 của gì? Em chí. Cái số âm căn A này nó là căn bậc 2 của A thôi, của số dương A, các em chí. Bởi vì sao? Bởi vì các em chú ý là âm căn A tất cả bình thì bằng A. Theo cái khái niệm 1 là căn bậc 2 số học của số A không âm là số x sao cho x bình phương thì bằng A. Các em chú ý nhé. Hãy chú ý phân biệt về cái căn bậc 2 của một số và căn bậc 2 số học của một số. Các em chú ý nhé. Đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta đi vào bài học hôm nay thì chúng ta sẽ nắm rõ hơn. Chúng ta đi vào các cái bài tập cụ thể. Chúng ta đi vào bài nhé. Bài toán của thầy như sau: tìm căn bậc 2 và căn bậc 2 số học của số dương A.